Dắt kêu chị gọi điện lại cho anh. Anh mới nói là hả, chị bạn chị mới nhắn tin cho ông nói là hả, mày ở đâu mà con Thảo nó đi kiếm mày, nó té xe, nó đụng vô xe tải mình mày, nó không có còn gì hết à. Cái ông mới gọi điện lại cho chị, ông ơi đi đâu mà té, nói em đi kiếm anh chứ đi đâu, anh đi đâu, tại sao anh không nói em. Dạ em xin phép chào chị nhá. Dạ chị có thể giới thiệu là chị tên là gì? Chị tên Thảo. Chị Thảo ha. Chị Thảo quê ở đâu? Quê ở Củ Chi. Dạ. Hôm nay chị Thảo về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Nhờ giúp đỡ tìm chồng. Tìm chồng. Chồng của chị Thảo tên là gì? Chồng tên là Danh Trước. Danh Trước. Chồng của chị Thảo năm nay, năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 34 tuổi. 34 tuổi ha. Là chồng chị Thảo là quê ở đâu? Quê ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu. Chị và chồng kết hôn lâu chưa? Tụi chị chưa kết hôn. Là mình có làm đám cưới chưa? Chưa luôn. Chưa làm đám cưới hả? Mình sống với nhau được lâu chưa chị? 3 năm rồi. 3 năm. Chị Thảo với lại chồng của chị là ai là người lớn tuổi hơn? Chị lớn hơn chồng chị mấy tuổi? Chị lớn hơn hả? Chị có thể chia sẻ lý do vì sao chồng lại bỏ đi? Chị cũng không biết nữa. Tới chủ nhật là hai đứa còn đi lại nhà bạn ăn uống này kia, anh còn nhậu đó bình thường. Cái ba anh điện cho anh buồn, anh ngồi anh gục xuống tại chỗ luôn. Cái tới sáng bữa sau hai đứa vẫn đi làm bình thường, đi vô trong chỗ làm cái dạ. Hả, chị qua bàn giao công việc cho anh ta, cái quay trở qua là nghe mấy người kia nói anh mới đi ra, mà chị chạy theo thì không có kịp, là anh ra anh đi mất rồi. Nó nhắn tin lại cho chị á, là em ở đó làm đi, anh về quê có việc. Ngay tay chiều á, chị chạy tính đâu là về bên nhà ở bển. Dạ. Chị chạy về bển chị kiếm anh. Chị đi chị tông vô xe tải đồ không à. Dạ. Rồi xong rồi té rồi người ta đỡ lên, xong rồi chị chạy chị đi kiếm anh tiếp. Rồi cái hả, rồi dắt chiều chị gọi điện lại cho anh. Anh mới nói là hả, chị bạn chị mới nhắn tin cho ông nói là hả, mày ở đâu mà con Thảo nó đi kiếm mày, nó té xe, nó đụng vô xe tải mình mày, nó không có còn gì hết à. Cái ông mới gọi điện lại cho chị, ông ơi đi đâu mà té, nói em đi kiếm anh chứ đi đâu, anh đi đâu, tại sao anh không nói em. Cái ông mới nói em ở đó đi, anh về quê có việc, bữa hai bữa nữa anh lên. Xong rồi cái tắt máy, cái qua tới tối cái ông mới gọi điện lại cho chị. Ông nói là ông về quê ông có việc, xong rồi để bữa hai bữa nữa ông lên. Cái bắt đầu qua ngày sau chị gọi điện cho ông, ông mới nói là hỏi anh giờ đang ở đâu, nói giờ anh đang ở nhà mẹ, nói vậy em qua em rước anh nghe. Cái ông cũng nói ủa, cái chị qua tới bển chị không thấy ông, không có thấy ảnh đâu hết á. Cái chị mới gọi điện cho anh mới kêu là chị ngồi đó nói chuyện với mẹ anh đi. Rồi em ngồi nói chuyện với mẹ cẩn thận á nha em năn nỉ mẹ đi. Nhưng mà chị năn nỉ hết lời, chị năn nỉ không có được. Nói anh ở đâu anh năn nỉ phụ em đi chứ em năn nỉ không có được. Cái anh nói tại anh thấy em buồn quá. Anh nói là anh ở bên đây cho em vui, chứ anh còn đang ở dưới quê á, ba bữa nữa anh lên. Rồi còn kêu đưa máy cho mẹ nói chuyện. Nói chuyện nói mẹ ơi mẹ, mẹ coi coi vợ con nó có sao, mẹ nói chuyện với cho nó cho đỡ buồn. Coi cái tay nó cắt rồi đứt có sâu không, có mai gì không. Rồi tới mà con có công chuyện với ba ngày nữa con mới lên. Rồi cái vừa đi ra ngoài đường xong cái chị chạy xe đường đông á, chị đi về. Dạ. Chạy xe đường đông quá, anh gọi điện cho chị nhiều lần lắm nhưng mà xe tải quá trời luôn, lúc đó nó kẹt xe. Dạ. Chị không có bắt máy được. Cái chút xíu nữa là chị gọi điện trở lại là tắt máy luôn tới bữa nay. Là cụ thể là ngày mấy chị? Bữa thứ hai. Thứ hai là cả, rồi cái bữa mà ổng tắt máy là cách đây 3 ngày. 3 ngày. Hôm đấy mình về nhà chồng đúng không ạ? Mình năn nỉ tại sao chồng lại kêu chị năn nỉ, là năn nỉ chuyện tại, gì? Tại vì ba mẹ chồng không có cho chị sống chung với ảnh. Nói chị sống chung với ảnh ghen ảnh này kia nọ, nhưng mà chị đâu có phải là ghen tương bừa bãi đâu em. Chị chỉ nói là chị chỉ nói cái cảm nhận trong lòng của mình thôi.
Vậy anh nói anh ơi, những em hay nhạy cảm lắm, những cái nhạy cảm đó đó có gì anh tránh cho em, cho để nhiều khi em thấy những vấn đề đó em không biết có hay không, nhưng mà em thấy em buồn lắm, em thấy em đau lòng lắm. Chỉ là mình chỉ nói cho nghe thôi, phải không? Chứ cô chị cũng không có gây gổ gì hết á. Vậy là cái tình yêu này của chị và người đàn ông chị gọi là chồng đúng không ạ, là chưa được bên gia đình nhà chồng của chị chấp nhận đúng không? Lúc đầu thì chấp nhận, lúc đầu ông dắt chị về á thì kêu á là giới thiệu với chị em này kia là con dâu, xong rồi á hả còn kêu chị á bắt kia chị là kêu là ba mẹ, chứ lúc đầu là chị chưa có kêu. Vậy là ban đầu thì chấp nhận và hiện tại bây giờ thì không chấp nhận. Tại vì á nói á là ông ảnh sống chung với chị á là toàn là lo cho chị, còn không có lo cho cha mẹ. Nhưng mà tụi chị sống với nhau á là lúc đầu mới vừa mà, lúc đầu á thì còn đi làm được, với lúc sau á gặp cái lúc khủng hoảng kinh tế đó, rồi đi làm á cái chỗ làm được có 10 bữa nửa tháng vậy đó mà người ta không có trả tiền, tới 2 tháng mấy người ta trả mới trả tiền, tụi chị không có tiền ăn luôn á. Rồi á gạo thì về mẹ chị cho, còn á hả hai đứa đi ra ngoài sông ngoài đồng nữa hái lục bình hái rau chạy rồi về luộc ăn vậy thôi. Nhưng mà không phải là tụi chị không đi làm có tiền đâu, mà tại vì á hả người làm người ta không trả. Người ta không trả Đúng rồi, cho người hai ta vợ không chồng đúng trả, mà với lúc đó làm một tháng chỉ được có 10 ngày mười mấy ngày thôi, công ty nào nó cũng vậy hết mà. không? Trước kia là chị và chồng của chị là gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Gặp nhau là chị á ly dị với chồng chị cũng buồn khổ, xong rồi á hả rồi ảnh thì cũng bị ba mẹ anh cản không cho cưới người kia, anh cũng buồn khổ. Anh qua bên đây thì hai đứa Gặp gặp nhau nhau không? thì nương tựa với nhau, lúc bệnh hoạn này kia nọ thì cũng hai đứa, chứ tụi chị không ai lợi dụng ai cái gì hết Vậy là bản thân chị thì lúc thời điểm đó là ly dị chồng, á. còn chồng của chị thì cùng cái thời điểm đó là gia đình cấm cản là yêu cái người con gái đó đúng không ạ? Đúng rồi. Và rồi thì hai người tình cờ gặp nhau và nảy sinh tình cảm với nhau và mến và yêu thương nhau đúng không? Đúng rồi. Chồng của chị năm nay là 34 tuổi, là sinh Đúng năm rồi. 92 hả? 91 91 hả? 91 là 33, 33 tuổi. Ban đầu là mình gặp nhau là lúc đấy mình thương nhau không? Lúc đó mình lúc quen nhau, nhưng mà thời gian sau thì thương nhau lắm, đi đâu cũng hai đứa đi chung không à, đâu bao giờ mà tụi chị rời nhau hết á. Mình quen được bao lâu? Mình biết nhau được bao lâu thì bắt đầu là mình nảy sinh tình cảm với nhau? Khoảng mấy tháng rồi em. Mấy tháng hả? Cái thời điểm đó lúc đấy là chị cảm giác như thế nào? Tại hồi đó chị thấy là chị sống với bên chồng kia nó khổ quá, từ nhỏ cho tới lớn kia không có được sung sướng, lúc nào chị cũng khổ hết á. Mà chị gặp được anh này ông tốt với chị đủ thứ hết á. Đó là về mặt tinh thần thôi đúng không ạ? Không, tinh thần tất cả mọi thứ Vật chất luôn hả chị? anh ơi, hai đứa đều sống không có tiền như nhau, mà thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, tụi chị sống với nhau như vậy đó Vậy nên là rất là là vui. hai người bắt đầu gặp nhau trong một cái hoàn cảnh gọi là hai người đều hai bàn tay trắng như nhau, Đúng rồi, yêu thương nhau chứ không có ai lợi dụng ai không gì ai hết lợi đúng dụng không? ai cái gì hết á. Và cái người đàn ông chị gọi là chồng á là đến với chị cũng không vì thứ khác mà vì tình cảm thật sự đúng Đúng không? rồi. Tới giờ phút này là em hiểu được rằng chị đang ngồi đây và về đây chị khóc rất nhiều, em hiểu cái tình cảm của chị dành cho chồng của chị rất nhiều ha. Nói thiệt á, mấy bữa nay á mà không nhờ có bạn chị á là chị chết lâu lắm rồi. Tại sao mình lại có những cái suy nghĩ dại dột vậy chị? Em nói Tại thật đấy. vì á chị suy nghĩ á, giờ chị không biết phải làm sao hết, bản thân chị có một mình nè, bản thân có một mình một thôi, con chị á thì nó cũng có cuộc sống riêng của nó. Còn mấy bữa nay á chị về phòng chị toàn là nhìn thấy ảnh không, vừa về tới cửa là chị đã khóc vì chịu không có nổi. Mình thấy nhìn hình thấy ảnh ha. Đúng rồi, đi vô trong công ty chỗ hai đứa làm chung cũng vậy nữa. Nhưng mà nếu mà theo như chị, nếu mà thiếu ảnh thì cuộc sống này của chị có sống nổi không? Chị không có sống nổi luôn. Không nổi ha. Tại vì á hả từ đầu lúc khổ sở là hai đứa nương tựa với nhau rồi. Cái lý do chính chị tìm hiểu chưa? Cái lý do chính gì mà dẫn tới chồng chị xa lánh chị và bỏ đi? Chị biết được nguyên nhân không? Anh không có nói, không bao giờ anh nói hết á, anh chỉ về anh nói chị chỉ nghe mẹ anh nói lại á là anh nói chị ghen này kia nọ thôi,
mà ông chỉ về ông kể với mẹ ông vậy thôi. Mà chị có ghen không? Ghen thì chị có ghen, nhưng mà không phải là chị ghen kiểu ấy, chị có nói với em ấy là chị chỉ góp ý cho ổng thôi. Mình ghen là mình ghen về cái gì? Như ví dụ á, ổng đi ổng nói chuyện với người phụ nữ nào mà có kiểu như có một cái gì đó hơi khác khác chút xíu, yeah. Nhưng mà chị không có ghen liền. Hồi đó chị về nhà chị nói không phải, em không biết là anh cố tình hay là anh chỉ vô tình thôi, yeah. Nhưng mà nếu mà tại vì mỗi người mỗi tính khác nhau, vợ chồng mình thì kiểu nếu mà sống chung với nhau rồi thì đâu phải chia sẻ với nhau. Thí dụ cái gì em không thích thì em nói cho anh biết, còn cái gì mà anh không thích ở em thì anh nói cho em biết, thì cái đó em sửa. Rồi ha anh, cái gì em nói anh á thì anh cũng sửa, thì hai đứa sống vậy mới lâu dài được, mới hòa thuận được. Chồng của chị là làm công việc gì? Làm công nhân chung với chị. Hai người làm chung ha. Mình làm công việc cụ thể là gì chị? Chị làm đi làm vệ sinh ở trong công ty, trong cái vệ sinh máy đó em. Trước giờ từ cái thời điểm mà chị quen chồng của chị tới giờ, chị có nghe những lời bàn ra tán vào không? Lời xì xào của mọi người không? Không em. Không ha. Và cái điều mà dẫn tới cái tình cảm sứt mẻ là vẫn là nguyên là gia đình là chính đúng không? Đúng rồi em. Bên nhà chồng đúng không? Đúng rồi. Có bao giờ ba mẹ chồng hoặc là những anh em nhà chồng nói thẳng với chị rằng là vấn đề ABC như vậy nên hai đứa không thể quen? Có. Nói sao chị? Bên chồng chị nói là chị kiểu như sống với chồng chị để chồng chị sống như địa ngục, tối ngày quản giữ không được đi đâu này kia nữa, dắt vô rừng vô rú, mà thí dụ đi câu đồ ổng mê đi câu, ổng dắt chị đi chứ chị lúc trước chị đâu có biết đi câu, ổng dắt đi thì ổng rủ đi chứ đâu phải là do chị đâu. Rồi sao nữa? Rồi bên chồng nói là chị về nhà không có được hòa đồng, không có hòa đồng với chị em, dù chị em huynh bài hay là ăn nhậu ca hát, chị không có hòa đồng với mọi người. Nhưng mà tại vì cái tính cách của chị nó là như vậy. Tức là mình không có chơi bài, mình không có nhậu nhẹt thì gia đình bên chồng nói vậy hả? Ủa sao kỳ á? Nên là chị không có hòa đồng, chị em về không ngồi nói chuyện. Có bao giờ buông những cái lời cay đắng khắc nghiệt với chị không? Có chứ. Nhưng mà chị vì thương chồng chị nên chị rất là nhịn nhục. Chấp nhận hết tất cả. Cái gì chị cũng chấp nhận hết á. Cụ thể tính tới thời điểm ngày hôm nay là mình quen chồng được 3 năm rồi ha. Mình về nhà chồng chơi và ăn cơm bao nhiêu lần rồi? Có lúc thì mỗi tuần, có khi 2-3 tuần. Vậy là về rất nhiều lần ha. Đúng rồi. Vậy là mỗi lần chị có mặt chị thì gia đình có thái độ gì không? Có vui vẻ không? Trước kia thì vui vẻ, rồi sau này từ cái lúc mà tụi chị làm kiểu về không có tiền á, cái đợt không có tiền ăn nó về mượn lần 500 ngàn. Cái là mẹ điện chửi tiền mày cho ai ăn hết rồi, mày đủ thứ hết trơn. Nói chuyện nói chung là cái câu mình nói không có được. Dạ. Chồng chị cái dạo mà gần bỏ, khi bỏ đi á thì có thấy những dấu hiệu gì bất thường không? Thấy anh buồn lắm. Lúc trước á thì như Tết sau, ăn Tết xong mùng năm á là ông rủ chị đi câu cá, rồi hai đứa vui vẻ lắm. Còn nay chị nói ủa nay không đi câu cá, anh nói thôi không nằm nhà không à. Mà nhìn thấy anh buồn lắm. Còn cái bữa chủ nhật mà anh chuẩn bị anh đi á là ba ông điện cho ổng, ngồi ông gục xuống luôn. Là sáng bữa sau ở trong tấm hình á, em giờ em nhìn tấm hình đi, ông buồn lắm. Có thể rằng là tới giờ phút này bên gia đình nhà chồng không đồng ý và không chấp nhận cho chồng của chị quen chị. Chị có suy nghĩ tới điều đó không? Có, ép chồng chị là phải bỏ chị, còn không là mẹ không từ ổng. Gọi là đưa ra sự lựa chọn, một là vợ, hai là gia đình. Và cuối cùng thì tới giờ phút này thì chồng chị đang chọn gia đình. Chị cũng không biết nữa, nhưng mà bữa đó gọi điện chị có hỏi ổng. Nói anh, em hỏi thiệt anh nha, của anh tính bỏ em anh đi luôn hay sao vậy? Ổng nói bỏ đâu mà bỏ, anh không có bỏ em đâu, anh có công việc dưới quê, 3 bữa nữa là anh lên. Em ở đây em làm đi, 3 bữa nữa anh lên. Mà chị chờ hoài, em thấy điện thoại chị có gọi không được luôn. Mà em biết chị về nhà chị á, chị về chị nói mẹ ơi mẹ con ở trong phòng của con buồn quá, con chịu không có nổi, con về nhà là con nghĩ chuyện tầm bậy không à. Là mẹ ruột hay là mẹ chồng? Mẹ ruột ha. Cái nói mẹ cho con về ở đỡ vài ngày đi, rồi con đi kiếm phòng khác rồi á, rồi con đi. Mẹ chị nói với em, chị nó nói hả, bả mày về đây ở thì con cuốn đồ con đi. Ai? Con ơi, em ốm vậy.
Vậy là khổ chị rồi, bây giờ bên chồng cũng vậy mà bên mẹ ruột cũng vậy rồi. Mẹ chị thì em tin rằng là mẹ sinh ra chị sẽ rất thương chị. Đúng rồi. Nhưng có lẽ rằng các em của chị không đồng ý và không chấp nhận cho cuộc hôn nhân này, đúng không ạ? Không phải. Em chị lúc nào lúc cũng vậy hết, đâu có muốn cho ai về sống chung hết á. Nhưng mà chị em ruột thịt với nhau mà. Và vậy á, tại vậy á, nói thiệt, từ bữa tới giờ á, vậy có đứa em bạn á, hai vợ chồng đứa đùm bọc chị á, chứ không là tới bữa nay là chị không có ngồi đây được. Rồi cái chuyện của chị em hỏi thật này, cái chuyện của chị thì con trai của chị biết chưa? Lúc trước từ đó giờ là chị không có nói với con vậy. Sao thế? Chị sợ làm tổn thương nó. Tại vì lúc mà chị ly dị ba nói chị đi á, là chị biết là chị đã làm tổn thương con chị rồi. Nhưng mà chị không có bỏ con chị đâu. Lúc nào chị cũng gọi điện cho nó, tối nào cũng gọi điện nói chuyện. Rồi á hả, mua đồ ăn, rồi con bệnh thì cái là mua thuốc, mua quần áo, bánh trái, đồ ăn thì kia, chị chạy về cho nó bữa, vài bữa là hai ba bữa là chị chạy về đưa. Vậy là con trai hiện tại đang sinh sống với lại chồng cũ của chị hả? Đúng rồi. Cuộc tình đầu là em hỏi một chút xíu chuyện riêng tư, chị có thể chia sẻ cũng được mà không cũng được ha. Chị và chồng cũ là cưới nhau và sinh sống với nhau được bao nhiêu năm thì đường ai nấy đi? 19 năm. 19 năm. Chị có thể chia sẻ cái lý do nguyên nhân tại sao? Lý ra là chị bỏ đi lúc con chị nó còn nhỏ lắm. Nhưng mà hả, con chị nó mới có chừng tuổi mấy, 2 tuổi là chị đã muốn bỏ đi rồi. Nhưng mà chị suy nghĩ lại giờ chị đi đâu? Người ta đi thì còn có nơi để về, nhà cha nhà mẹ, còn chị bước ra là không có. Con chị là con trai nữa, nên nếu mà chị bước ra chị đi như vậy, con chị theo sống trôi nổi, sống cửa nhà trọ này kia nữa, con chị nó khổ. Còn ở tại đó thì nhà ba nó có đất có cát nhà cửa, chị ráng ở đó chịu đựng cho tới con chị nó trưởng thành, để cho con mình nó có nhà có cửa nó sống, nó còn có vợ có con nữa. Nên chị suy nghĩ như vậy, chị mới ở lại đó cho tới lúc con chị nó trưởng thành chị mới bước ra đi. Nhưng mà cái vấn đề đó là chị đã nói với con chị từ nhỏ rồi. Chị nói mẹ ráng mẹ nuôi con cho tới con 18 tuổi mẹ sẽ đi. Dạ. Nhưng mà chị đi ra chị cũng ở vòng vòng ở đó thôi, chị cũng không có bỏ con chị đi ở xa. Tại vì nói con chị nó hay bệnh. Vậy là đi mấy tháng thì gặp và đâu có mấy bữa là chị mua đồ ăn này kia lên cho nó rồi. Em biết rồi, đi mấy tháng là sau đó là chị mới gặp cái người thanh niên này đúng không? Chị vô trong công ty chị làm mới gặp, mấy tháng là chị gặp. Lúc đó chị, bản thân chị là một người phụ nữ đang chịu sự tổn thương rất nhiều. Và đôi khi cái tình cảm của người này bất chợt dành cho chị có thể an ủi động viên, không vì vấn đề về vật chất, đúng không ạ, mà về tinh thần. Đúng rồi. Thì chị độc lòng đúng không ạ, phụ nữ mà, đúng không? Một cái thứ tình cảm của chị dành tới hiện tại bây giờ là 3 năm trời thì khổ có, buồn có, vui có, hạnh phúc có, nước mắt có. Vậy là bây giờ là chị, bản thân chị là không thể sống khi mà thiếu chồng của chị được. Mấy bữa nay chị riêng mấy bạn làm chung này kia khuyên chị nhiều lắm, nhưng chị cũng ráng cố. Nhưng mà trước kia em hỏi thật chị này, khi chị đến với cái người đàn ông này á, chị có tâm sự với bạn bè của chị không? Lúc trước hay là chị chỉ âm thầm một mình? Chị không có tâm sự với ai hết. Tại vì á, trước kia cái công việc của chị á, là tối ngày cắm đầu vô nhà nuôi heo nuôi bò, làm suốt không có thời gian, không có thời gian chơi với bạn bè luôn. Trước khi mà chị quyết định chị đem cái tình cảm dành cho người đàn ông thứ hai trong cuộc đời, chị suy nghĩ kỹ chưa? Lúc đó hả, chị cũng đắn đo lắm. Tại vì hả, chị thấy là mình cũng lỡ dở một đời chồng rồi. Còn á, anh này á, là chưa có gia đình. Chị mới nói với ảnh á, là nếu mà anh xác định á, em đã lỡ dở một đời rồi, em đã khổ nhiều lắm rồi. Nếu mà anh xác định anh quen, anh sống chung với em trọn đời thì anh nên quen em. Còn hả, nếu mà không thì thôi, thiếu gì người con gái khác bên ngoài thì anh cứ quen những người đó đi, anh đừng có quen em hả. Nếu quen em thì anh làm tổn thương em nhiều lắm. Tại vì khi mà em đã quen ai, xác định em quen ai, là em đã dành hết tình cảm cho người đó. Em rất là nặng về mặt tình cảm. Bởi vì sao, thật sự đây là một câu chuyện của chị phải nói rất là buồn chị ạ. Bởi vì một người thanh niên mà chưa vợ, và đặc biệt rằng lại trẻ tuổi nữa, trong khi đấy thì còn có gia đình. Mà khi mà thương chị có suy nghĩ khi mà cái tình cảm đó không được lâu dài không?
có suy nghĩ đến cái tình huống đấy chưa? Có. Nên chị mới hỏi anh á, là rồi mới mốt gia đình anh không chịu em thì sao? Anh mới nói là nhà mẹ anh dễ lắm. À, hả, về là mẹ anh nói thì mẹ anh chịu à, còn còn nếu mà bất trắc á, thì anh dắt em đi. Anh còn nói như vậy nữa. Nhưng mà tới giờ phút này cái câu trả lời cho chị là như thế nào chị biết chưa? Chị biết, nhưng mà khi mà anh bước ra đi anh không nói với chị một lời nào hết. Chị có nghi ngờ hoặc nghĩ rằng là cái người đàn ông này đã có cái người phụ nữ khác bên ngoài không? Không em. Chắc không? Chắc luôn, tại vì từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối không có hồi nào mà hai vợ chồng chị đâu có rời ra một phút nào đâu, mà 3 năm nay nó đều là như vậy hết. Anh đâu có đi đâu một mình đâu mà có người phụ nữ khác. Nếu trong cái câu chuyện tình cảm của mình á, tới giờ phút này mà người đàn ông mà người chị gọi là chồng á, thực tế thì người đàn ông nó chưa phải là chồng của chị ạ. Đó là tình cảm hai người thì gọi chồng vợ với nhau thôi. Còn về mặt pháp lý thì chưa phải là chồng đâu nha. Mà người đàn ông ấy nói với chị á, là bây giờ là chấp nhận là buông bỏ chị, bởi vì là chọn gia đình, thì lúc đó chị tính sao? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà chị đi không nói tiếng nào hết, chị không có cam tâm. Sau cái video này nếu người đàn ông quay trở về hoặc là gọi điện trực tiếp báo tin với chị rằng là hết thương chị rồi và muốn về với gia đình để tìm một cái tương lai hạnh phúc mới, thì lúc đó chị suy nghĩ đến cái tình huống đó chưa? Chị cũng nghĩ rồi, nhưng mà chị cũng không biết làm sao nữa. Chị có vượt qua được không? Chị nghĩ chị cũng không vượt qua được. Tại sao chị lại khổ thế, em nói thật luôn đấy, tại sao thế? Vì bản thân của chị có một mình à. Mà như bây giờ chị không có còn ai, không có ai mà. Thí dụ như gì, chị bước về nhà chị đi, có người, có mẹ, có em, có này kia an ủi thì cũng đỡ. Còn bây giờ chị bước ra chị không có ai hết. Vậy bây giờ là chị mất tất cả. Đúng rồi. Đúng không ạ? Bản thân chị vô công ty chị không có làm được gì hết luôn. Em không nghĩ và không ngờ tới rằng là chị lại yêu thương cái người đàn ông này nhiều đến như thế luôn. Chị nói thiệt, từ đó giờ. Nhưng mà người ta có thương chị như vậy không, như chị thương người ta không? Lúc trước thì nói chung là anh rất là quen, nói chung là đối với những người đàn ông khác thì ổng hơn rất là nhiều. Hơn về cái gì ạ? Hơn tất cả. Tình cảm mà sự quan tâm chăm sóc ở trong gia đình, tất cả mọi thứ đều hơn hết. Nên chị mới đặt hết tất cả niềm tin, tất cả tình cảm vô. Đặt hết tất cả niềm tin, tình cảm, cuộc đời, số phận vào người đàn ông này. Trên cái video này những cái thứ thì tình cảm nhất và nỗi lòng nỗi niềm của chị, hy vọng rằng người chồng, người chị gọi là chồng sẽ cảm nhận được, sẽ sớm quay về để đoàn tụ với chồng. Có thể là về, một là tiếp tục hai người sẽ yêu thương nhau sống hết cuộc đời, hoặc là cái người đàn ông này muốn dừng lại thì cũng phải nói rõ ràng với chị. Chị nói đi, chị lên tiếng, chị tâm sự với nghĩ chồng rồi, chị đi. Nếu mà có cái gì á thì anh cũng phải nói một tiếng. Em hỏi anh rõ ràng là anh có quay về với em không, anh bỏ em anh đi luôn. Thì anh trả lời là 3 ngày đó sẽ về với em, chứ anh không có bỏ em mà. Chị tâm sự với chồng chị đi. Từ ngày chồng chị đi cho tới giờ bản thân chị như thế nào? Từ ngày anh bỏ em ra đi là em đi kiếm anh khắp nơi luôn. Chỗ này cũng đi tìm. Mà bản thân em không có tiền, em không biết đi tìm ở đâu. Không biết đi tìm đường nào mà mọi người khuyên em nói là anh bỏ em anh đi luôn rồi, nhưng mà em không cam tâm. Chị có điều nào chị muốn tâm sự cũng như là có đôi lời gửi tới gia đình bên chồng của chị không? Những lời mà chị tâm sự gia đình bên chồng chị đã nói hết với ba mẹ chồng chị rồi. Chị nói cuộc đời của con nó khổ, nó không có được sung sướng như người ta. Cái tay của chị bị sao mà chảy hết rồi em mới thấy kìa. Bữa nó chị đi kiếm anh, chị tông vô xe tải đó. Trời đất ơi, đi kiếm chồng trong cái xe tải.
rồi chị nhảy, chị nhảy xong chị tự giận hai lần Trời mà người ơi. ta nhớ chị lên rồi chồng Ở rồi người ta đâu? nhắn tin cho chồng chị mà chồng chị không có bắt máy luôn. Sao chị dại thế? Em nói thật đó, sao chị biết chị dại làm thế? Vậy á, con chị nó biết nó buồn lắm, chị không có dám nói. Rồi Trời mẹ chị đất biết vậy chị ơi. Cũng buồn, nhưng mà chị không có kiểm soát được cái tâm trạng của mình, chị không có kiểm soát được mình như thế nào nữa. Sao mà chị thật sự chị khờ vậy chị? Sao chị suy nghĩ ngốc nghếch vậy? Vì lúc đó chị chịu hết nổi rồi. Vậy là không có người đàn ông này là chị sống không nổi. Sao mình không suy nghĩ thoáng hơn? Nếu như người đàn ông này mình mà kết thúc tiếp tục thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, người đàn ông khác được không? Chị không có suy nghĩ được tới phản đó nữa. Có thể rằng cái video này khi mà đăng tải lên sẽ nhận rất nhiều lời chỉ trích của tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng, sẽ trách móc chị bởi vì chị quá khờ, và thậm chí nói những cái lời mà có thể là khó nghe đấy chị ạ. Bởi vì là liệu rằng cái người đàn ông kia có xứng đáng để chị phải làm như vậy không? Chị không biết nữa, giữa cái tình cảm của anh đối với chị như thế nào anh không có nói. Nhưng mà cái tình cảm mà chị đối với ổng á là chị đã dành hết luôn rồi. Bản thân chị cảm nhận được rằng cái người đàn ông đó có thương chị thật lòng không? Sự quan tâm chăm sóc á, thì lúc nào mà anh cũng quan tâm chăm sóc lo lắng. Bệnh là có một mình, một tay ổng lo thôi chứ đâu có ai lo cho chị đâu. Mẹ chị, mẹ chị, em chị đều biết chứ cũng đâu có ai đâu. Bệnh nằm bệnh viện chứ đâu có ai, đâu có ai tới thăm chị nữa. Chị được đông anh chị em không? Chị có ba chị em. Chị là thứ mấy? Chị thứ hai. Là chị cả ha? Còn hai em út là trai gái? Một đứa con trai, một đứa con gái. Vậy là hai em của chị có thương chị không? Chị cũng không biết nữa mà hả? Chị mà có việc gì, có chuyện gì, chị không có biết gì đâu hết á. Mình còn mẹ mà chị, mẹ đẻ ra chị mà, còn mẹ, gia đình mà. Mẹ chị sống chung với em út, em gái út chị. Nhưng mà chị hả? Mẹ chị nói cho chị về ở thì nó nói cho chị về ở thì nó đi. Chị đâu có về được đâu. Hôm nay chị đi lang thang hết nhà người bạn này tới nhà người bạn kia chị ở đỡ. Chị đâu có dám về phòng mình đâu. Vậy là chị tới giờ phút này là chị mất tất cả. Chị có hy vọng được rằng sau cái video này, cái người mà chị gọi là chồng ấy sẽ suy nghĩ lại và sớm quay trở về để nói chuyện thẳng thắn với chị không? Chị rất là hy vọng như vậy. Nếu mà thực sự cái người đàn ông này quay trở về nói chuyện thẳng thắn với chị rằng là cái tình cảm chỉ đến đây thôi, cái duyên nợ hết rồi và đường ai nấy đi, thì lúc đó chị sao? Chị cũng chưa chuẩn bị tới cái tên nhưng mà đó nữa. Bản thân em khuyên chị thật lòng nhé. Hình hài của chị là do cha mẹ sinh ra, đúng không ạ? Và đừng vì một người đàn ông mà chị suy nghĩ những cái điều không nên, đặc biệt là suy nghĩ để kết thúc cuộc đời. Đó là cái điều dại dột nhất của chị. Khi chị kết thúc cuộc đời thì người đàn ông đấy vẫn lấy vợ khác, vẫn chung sống với người ta, vẫn có hạnh phúc mới, đúng chưa? Chị biết nhưng mà bản thân chị bây giờ chị không có chịu nổi. Chị cố gắng được không? Sao tại sao mà cái cuộc tình ban đầu chị vượt qua được mà sao mối tình thứ hai chị lại không vượt qua được là sao? Tại vì cái mối tình lúc đầu là chị không có đặt chọn tình cảm của mình vô đó. Ồ sao kỳ á? Tại vì á, mình sống mười mấy năm trời cơ mà. Từ trước á, từ đầu á, là chị quen ai á, là lúc nào chị cũng để 50% còn lại cho mình. Để lúc nào mà mình kiểu như mình có bị hụt hẫng hay là bất cứ chuyện gì đó thì mình có thể mình đứng dậy được. Nhưng đối với anh chồng này á, thì chị đã dành hết tình cảm cho anh rồi. Chị không có chừa lại cho bản thân mình một miếng nào nữa hết á. Em thấy chị về đây chị khóc từ đầu tới đuôi, thật sự rất nghẹn lòng luôn. Em không ngờ chị, cái tình cảm của chị mà dành cho người ta mà đến cái mức sâu đậm như thế luôn đấy, thật sự luôn đấy. Mà trong khi đó thì cái người đàn ông chị yêu thương nhất bây giờ hiện tại là đang bỏ mặc chị rồi đấy. Buồn, thật sự rất buồn và rất đáng tiếc. Mình có thể mạnh mẽ hơn để mình vượt qua nỗi đau này được không? Chị cũng cố gắng nhiều lắm rồi. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Hiểu và thông cảm cho chị không?
Hiện giờ vậy chỉ nhờ các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng có gì thì giúp đỡ giùm. Nếu mà thật sự chồng chị có thương chị mà quay về thì cũng giúp giùm, có khả năng giúp giùm cho gia đình bên chồng chị chấp nhận. Sợ rằng là khi mà em sợ, em đang lo ngại cái mối tình này sẽ không được lâu đâu chị ạ. Bởi vì sống mà có rào cản gia đình mà không chấp nhận thì thật sự khó sống, và đặc biệt rằng chồng của chị bây giờ hiện tại là đang chọn gia đình rồi thì sao mà tiếp tục được nữa đây, tương lai rồi về đâu đây. Khổ quá khổ. Rồi bây giờ sao đây chị? Thật sự em cũng không biết nói với chị sao luôn, thôi thì em chỉ biết cầu chúc rằng là hy vọng cái người đàn ông, cái người chị gọi là chồng sẽ cảm nhận được cái tình cảm của chị dành cho người người chồng nó để mà sớm quay trở về, và đặc biệt rằng gia đình bên chồng đón chào chị và chấp nhận cái tình cảm của chị, chấp nhận chị làm con dâu, làm thành viên trong gia đình. Và đặc biệt rằng hy vọng các em của chị, đặc biệt là em gái út ha, hãy hiểu cho chị, bởi vì là ông cha ta có một thường có câu là gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau chị ạ. Mình phải thương yêu nhau, máu mủ ruột già mà, và mỗi người mỗi cuộc sống chị nhá. Chị còn điều nào chị chia sẻ không? Chị nhắc lại là họ tên của chồng chị tên là gì? Tên là danh trước. Danh trước, quê quán? Quê quán một đêm. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện tình cảm, tình yêu của chị và bản thân chị. Cuộc sống của chị thăng có trầm có, trải qua rất nhiều sóng gió. Tính tới thời điểm hiện tại thì có thể là cái thông tin tuổi của chị thì em xin phép em không được tiết lộ, bởi vì cái thông tin chị cũng đã nói với anh em là cái thông tin tuổi của chị thì anh em nên giữ kín. Thì cuộc đời của chị tới giờ phút này đã trải qua gọi là lần đau khổ này là lần đau khổ thứ hai, và đặc biệt rằng lần thứ hai lại sóng gió hơn lần đầu, bởi vì chị quá yêu. Rất hy vọng rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất người đàn ông, người chị gọi là chồng sẽ cảm nhận được cái tình cảm mà chị dành cho rất là nhiều để mà sớm quay về. Dù thế nào đi chăng nữa, còn yêu còn thương hay không thì cũng nói rõ ràng với chị. Đừng để chị phải suy nghĩ cũng như phải tổn thương nhiều. Và em mong rằng sau ngày hôm nay chị phải mạnh mẽ lên, bởi vì cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ chị. Chị nhé, được không? Không được suy nghĩ tiêu cực, và đặc biệt rằng không được suy nghĩ tới cái việc mà kết thúc cuộc đời vì người đàn ông. Liệu cái người đàn ông đấy có xứng đáng với chị hay không để chị phải làm như vậy? Chị phải suy nghĩ kỹ trước khi mọi hành động hành vi của chị làm. Khi đã làm rồi thì hối hận nó trễ rồi chị ạ, được không? Chị cũng suy nghĩ rồi chứ. Chị suy nghĩ có gì con chị tội nó lắm, nhưng mà sao chị làm không có được. Có thể chị làm như vậy thì người đời họ sẽ mỉa mai chị đấy. Không có ai thương chị vì cái hành vi đó đâu. Người đời chắc chắn sẽ mỉa mai chị nếu mà chị làm cái hành động mà chị đi kết thúc cuộc đời vì cái người đàn ông. Và đặc biệt rằng là người đời sẽ bảo cái người đàn ông đó liệu có xứng đáng không chị. Và sẽ nói là chị, có thể em nói cái câu này nó thô nhưng mà thật và rất thực tế. Người ta sẽ nói chị, khi mà chị kết thúc xong rồi người ta sẽ nói là con nhỏ đó nó dại vì cha em mà nó đi làm những cái điều ngu xuẩn. Chị ạ, chị đừng có khờ như vậy là được không nhá. Chị tin em đi, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, và đặc biệt rằng cái trang giấy này khép lại sẽ có trang giấy mới, hành trình mới mở ra. Cuộc đời chị còn trẻ tuổi mà, đúng chưa? Mình phải suy nghĩ thoáng lên. Không có người đàn ông này, có người đàn ông khác. Và đặc biệt rằng không có đàn ông không sao, thiếu tiền mới chết thôi chị ạ, thiếu đàn ông không chết nhá, được không? Sợ bây giờ là sợ không có tiền thôi chị ơi, chứ không có đàn ông mà có đàn ông như vậy thì mình tại sao mình khờ thế? Chị suy nghĩ lại được không? Được không chị? Anh em sẽ cố gắng, cũng như em sẽ nhờ tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng sẽ cố gắng để kết nối, để tìm được cái người chồng của chị về để nói chuyện rõ ràng với chị còn thương hay không. Một là thương, hai là không, nói rõ ràng chứ đừng để dây dưa hoài tổn thương với chị nhiều nhá. Thì hôm nay thật sự cái câu chuyện của chị trên 30 phút rồi, buồn nhiều lắm.
Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Huỳnh Thanh Hải quay phim ghi hình, chia sẻ câu chuyện của chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm người đàn ông tạm gọi là chồng, nhưng trên thực tế thì chưa phải là chồng. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Huỳnh Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm chồng chị không? Thì đồng ý. Cuối video này em không biết nói gì hơn, thì biết chúc cho chị những ngày tiếp theo là được bình an và chị thật nhiều sức khỏe. Hy vọng một ngày gần nhất chồng của chị sẽ sớm quay trở về đối mặt với chị để cùng chuyện trò mọi thứ cho rõ ràng chị nhé. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn trong chuyện tình cảm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi người mỗi cuộc sống, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Đôi khi cái video này lên thì sẽ nhận rất nhiều chỉ trích của cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, nhưng mà em rất hy vọng rằng cô chú anh chị hãy thông cảm, bởi vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Yêu mà, tình yêu đâu quan trọng gì tuổi tác và đâu phân biệt tuổi tác đâu, dù ở lứa tuổi nào. Khi mà tình yêu thì cái sự hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ, cô chú anh chị ạ. Nên rất mong rằng được cô chú anh chị cũng thông cảm cho chị nhá. Em xin phép xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.